Chào mừng các bạn đến với video thuộc chủ đề số 4 và thuộc bộ video số 26 của kênh Ruby Show. Như chúng ta đã biết thì IQ là một từ vô cùng quen thuộc, là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Intelligence Quotient, chỉ số thông minh. Đây là một chỉ số đánh giá cái mức độ thông minh, hiểu biết của con người nói chung và trẻ em nói riêng. Và đương nhiên là đã là cha mẹ thì ai cũng muốn con mình trở thành một người tài giỏi, đức độ cả. Và tất nhiên là vì điều đó mà việc nâng cao chỉ số IQ và trí thông minh, khả năng hiểu biết của trẻ là điều mà các cha mẹ không nên và không thể bỏ qua, đúng không? Bài viết trong video hôm nay của chúng ta sẽ đề cập đến 4 phương pháp không thể tốn kém một đồng tiền nào cả mà cha mẹ nào cũng có thể làm và bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể thực hiện để có thể nâng cao chỉ số IQ của trẻ. 4 biện pháp này bao gồm: tập thể dục thường xuyên điều độ là 1 nè, 2 là chơi game trong khoảng thời gian thích hợp là 2 nè, 3 là duy trì thói quen đọc sách, và 4 là cha mẹ dành thời gian nói chuyện với con và tương tác với con. 4 biện pháp này đều rất là đơn giản, dễ thực hiện mà bất cứ cha mẹ nào và trẻ em nào cũng có thể làm tại nhà mà không hề tốn bất kỳ một chi phí nào hết. Mà 4 biện pháp này đều đã được các nhà khoa học và các chuyên gia chứng minh là đều có khả năng nâng cao chỉ số IQ hay trí thông minh của trẻ vô cùng hiệu quả. Bài viết trong video hôm nay của chúng ta đương nhiên là sẽ không chỉ liệt kê 4 biện pháp này mà còn giải thích cho chúng ta là lý do vì sao và cách chúng ta nên thực hiện nó như thế nào. Bài viết trong video hôm nay của chúng ta có tiêu đề là 4 biện pháp không tốn kém để trẻ có IQ cao hơn. Mình xin đọc lại tiêu đề này là 4 biện pháp không tốn kém để trẻ có IQ cao hơn. Mình đã dịch tiêu đề này qua tiếng Anh là 4 inexpensive methods for children to have higher IQ. Mình xin đọc lại tiêu đề này là 4 inexpensive methods for children to have a higher IQ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ bước vào phần số 2 của video này nhé. Bốn phương pháp không tốn kém để trẻ có IQ cao hơn. Nếu thường xuyên được rèn luyện những thói quen dưới đây, trí thông minh của trẻ sẽ được cải thiện nhanh chóng. Trường y Harvard từng nghiên cứu và chỉ ra 5 đến 6 tuổi là thời điểm não trẻ phát triển 80-85%. Điều này đồng nghĩa 0 đến 6 tuổi là thời kỳ đỉnh cao để phát triển IQ, trí thông minh cho não bộ. Các chuyên gia gợi ý một số giải pháp để kích thích IQ của trẻ trong giai đoạn này. 1. Tập thể dục thường xuyên. Trong cuốn Tập thể dục làm biến đổi não bộ của phó giáo sư John Reddy, Đại học y Harvard đã đề cập đến sự liên kết giữa việc tập thể dục và trí não. Nghiên cứu thực tế của John Reddy với 19.000 học sinh ở ngoại ô thành phố Chicago, Mỹ cho thấy khi áp dụng chương trình giáo dục thể chất kiểu mới, thành tích học tập của học sinh trong trường được cải thiện đáng kể. Tập thể dục thường xuyên cũng giúp não tăng tốc. Một thí nghiệm trên chuột cho thấy, ở những con chuột được tập thể dục, vùng hải mã có chức năng ghi nhớ lớn hơn 15% và nặng hơn 9% so với những con chuột không tập luyện. Để đưa thể dục thể thao trở thành thói quen hàng ngày, giáo sư John Reddy khuyên bố mẹ chủ động đưa trẻ đi tập thể dục, việc này nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Cho trẻ tham gia các bộ môn thể thao trước giờ học. Khuyến khích và ủng hộ trẻ tập luyện thể thao cùng bạn bè. 2. Chơi game trong khoảng thời gian thích hợp. Giáo sư Hồng Lan, nhà khoa học não bộ của Đại học Trung ương Đài Loan chỉ ra game không phải là kẻ thù của học tập. Chơi game trong khoảng thời gian thích hợp lại mang nhiều lợi ích. Nếu sử dụng đúng cách,
game là đối tác của học tập và có lợi cho sự phát triển não bộ ở trẻ. Tiến sĩ Gerald Olson, nhà tâm lý học công tác tại trường y của Đại học Harvard, đã viết một báo cáo liên quan đến động lực chơi game của trẻ, được đăng trên tạp chí Review of General Psychology. Theo tiến sĩ Gerald Olson, trò chơi điện tử có thể giúp trẻ phát triển trí não, dạy trẻ kỹ năng sáng tạo và giải quyết vấn đề. Chơi game còn tạo sân chơi chung cho những đứa trẻ kết bạn, cho phép chúng đi chơi và tạo ra khoảng thời gian mang tính xây dựng, đồng thời cho phép trẻ chia sẻ niềm vui và sự cạnh tranh. 3. Duy trì thói quen đọc sách. Nhà giáo dục Vasily Sukhominsky của Ukraine từng nói, cách để trẻ thông minh hơn không phải là học bù đầu hay tăng lượng bài tập về nhà, mà là thêm thời gian đọc sách. Tạp chí Khoa học và Tâm lý của Mỹ từng công bố kết quả nghiên cứu tháng 1 năm 2012 rằng đọc sách cho trẻ nghe kết hợp với tương tác có thể làm tăng chỉ số IQ của trẻ hơn 6 điểm. Một khảo sát khác về thói quen của 177 tỷ phú trên thế giới cũng chỉ ra điểm chung của họ là dành nhiều thời gian đọc sách. 4. Cha mẹ dành thời gian nói chuyện với con. Các nhà khoa học từ Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học Harvard và Đại học Pennsylvania, Mỹ đã kết luận trẻ càng thường xuyên nói chuyện với cha mẹ, vỏ não của trẻ càng hoạt động tích cực. Theo các nhà khoa học, việc giao tiếp này sẽ giúp trẻ đạt điểm cao trong những bài kiểm tra ngôn ngữ và khả năng hiểu biết. Richard Phillips Feynman là nhà khoa học Mỹ gốc Do Thái, người đạt giải Nobel vật lý, từng chia sẻ trong cuốn tự truyện, sự thành công của ông là ảnh hưởng từ người bố. Bố thường dạy tôi bằng cách đưa ra nhiều ví dụ khác nhau và thảo luận về chúng. Ông không gây áp lực, chỉ là những cuộc thảo luận thoải mái, vui vẻ. Điều này đã truyền cảm hứng cho tôi trong suốt cuộc đời và cho tôi cảm nhận về mọi lĩnh vực khoa học mà tôi quan tâm. Khi còn nhỏ, tôi rất thích những cuộc trò chuyện với bố. Ông nói, một bài báo đăng trên tờ MIT Technology Review viết, việc bố mẹ và con cái trò chuyện với nhau ảnh hưởng đến hoạt động tích cực của não bộ. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra trò chuyện không chỉ thúc đẩy mối quan hệ cha mẹ, con cái mà còn thúc đẩy các kỹ năng xã hội của trẻ. Trò chuyện cũng là động lực mạnh mẽ cho phép trẻ phát triển nhiều khả năng cùng một lúc. Four inexpensive methods for children to have a higher IQ. If children regularly practice the following habits, their intelligence will improve quickly. Harvard Medical School has studied and shown that 5 to 6 years old is the time when a child's brain develops 80-85%. This means that 0 to 6 years old is the peak period for IQ, intelligence development for the brain. Experts suggest some solutions to stimulate children's IQ during this period. 1. Exercise regularly. In the book, Exercise Transforms the Brain by Associate Professor John Reddy of Harvard Medical University, the link between exercise and the brain was mentioned. Actual research by Associate Professor John Reddy with 19,000 students in the suburbs of Chicago, USA shows that when applying a new type of physical education program, students' academic achievement in the school is significantly improved. Regular exercise also gives the brain a boost.
An experiment in mice showed that exercised mice had 15% greater memory function and 9% more weight in the hippocampus than non-exercised mice. To make exercise and sports a daily habit, Associate Professor John Reddy advises parents. Actively take children to exercise. This should start as soon as possible. Let children participate in sports before school. Encourage and support children to practice sports with friends. 2. Play the game for the right amount of time. Professor Hong Lan, a brain scientist from Central Taiwan University, pointed out that games are not the enemy of learning. Playing games for the right amount of time brings many benefits. Moreover, if used correctly, games are partners of learning and are beneficial for brain development in children. Dr. Cheryl Onsen, a psychologist working at Harvard Medical School, wrote a report that related to children's gaming motivation and published in the Review of General Psychology. According to Dr. Cheryl Onsen, video games can help children develop their brains, teach them creativity and problem-solving skills. Gaming also provides a common playground for kids to make friends, allows them to hang out and create constructive time, and allows children to share in the fun and competition. Three, maintain the habit of reading books. Educator Vasily Sukhonitsky of Ukraine once said that the way to make children smarter is not to study continuously or increase the amount of homework, but to spend more time reading. The American Journal of Science and Psychology published research results in January 2012 that reading to children combined with interaction with children can increase children's IQ by more than 6 points. Another survey of habits of 177 billionaires in the world also pointed out what they have in common is spending a lot of time reading. 4. Parents spend time talking with their children. Scientists from the Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, and the University of Pennsylvania, USA, have concluded that the more often children talk to their parents, the more active their cerebral cortex is. According to scientists, this communication will help children score high in language and comprehension tests. Mr. Richard Phillips Feynman, who is a Jewish American scientist winning the Nobel Prize in Physics, once shared in his autobiography that his success is influenced by his father. He said that his father used to teach him by giving various examples and discussing them. His dad didn't put pressure on, but just comfortable and fun discussions. This inspired him throughout his life and gave him a taste of every scientific area he was interested in. As a child, he enjoyed conversations with his father. An article published
Indie, MIT, Technology Review, State Stat, Parent, Child, Conversations, Affect, Positive Brain Activity. Researchers have shown that talking not only promotes parent-child relationships, but also children's social skills. Conversation is also a powerful motivator that allows children to develop many abilities at once. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 2, và tiếp theo mình và các bạn sẽ cùng bước vào phần số 3 là phần từ vựng của video này nhé. Sau đây là phần từ vựng của video này. Từ số 1 là danh từ pick hoặc pick, có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là lưỡi chai của mũ. Nghĩa số 2 là đỉnh núi hoặc chóp núi hoặc chóp núi hoặc núi. Nghĩa số 3 là đầu nhọn của râu hay đầu nhọn của ngạnh. Nghĩa số 4 là tột đỉnh hoặc cao điểm hoặc tối đa hoặc nhộn nhịp hoặc mãnh liệt nhất. Hoặc nhộn nhịp nhất. Mình xin nói lại nghĩa này là tột đỉnh hoặc cao điểm hoặc tối đa hoặc nhộn nhịp nhất hoặc mãnh liệt nhất. Và nghĩa số 5 là mỏm tàu trong hàng hải. Từ số 2 là động từ stimulate, có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là kích thích hoặc kích động hoặc khuyến khích hoặc khuấy động. Nghĩa số 2 là làm cho làm việc hoặc làm cho hoạt động. Và nghĩa số 3 là khơi dậy sự quan tâm hoặc khơi dậy sự hào hứng. Từ số 3 là cụm danh từ Associate Professor hoặc Associate Professor, có nghĩa là phó giáo sư. Mình xin được đọc lại hai cách đọc của từ này là Associate Professor và Associate Professor. Lại lần nữa nhé, là Associate Professor và Associate Professor. Từ số 4 là tính từ actual, có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là thực sự hoặc có thật hoặc trên thực tế. Và nghĩa số 2 là hiện tại hoặc hiện thời hoặc hiện nay. Mình xin nói lại nghĩa này là hiện tại hoặc hiện thời hoặc hiện nay. Từ số 5 là danh từ suburb hoặc suburb, có nghĩa là ngoại ô hoặc ngoại thành. Từ số 6 là danh từ achievement hoặc achievement. Âm tờ do cuối có thể được bỏ nha. Mình xin đọc lại từ này là achievement hoặc achievement. Từ này có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là thành tích hoặc thành tựu. Nghĩa số 2 là sự đạt được hoặc sự giành được hoặc sự hoàn thành. Nghĩa số 3 là huy hiệu hoặc huy chương. Và từ này chỉ có 3 nghĩa như vậy thôi nha. Từ số 7 là tính từ academic hoặc academic, có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là thuộc sự giảng dạy ở nhà trường hoặc thuộc sự học tập ở nhà trường hoặc thuộc sự giảng dạy ở trường cao đẳng hoặc thuộc sự học tập ở trường cao đẳng hoặc thuộc sự giảng dạy ở học viện hoặc thuộc sự học tập ở học viện hoặc thuộc trường đại học. Nghĩa số 2 là có tính chất học thuật. Nghĩa số 3 là lý thuyết suông hoặc trừu tượng hoặc không thực tế. Nghĩa số 4 là kinh nguyện trong văn nghệ. Và nghĩa số 5 là thuộc trường phái triết học Platon.
Từ số 8 là danh từ Boost, có 5 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự quảng cáo rầm rộ cho ai đó. Nghĩa số 2 là sự tăng giá. Nghĩa số 3 là sự nổi tiếng. Nghĩa số 4 là sự tăng thế trong điện học. Và nghĩa số 5 là sự nâng lên hoặc sự đưa lên hoặc sự đẩy mạnh. Từ số 9 là danh từ Hippocampus, có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là cá ngựa trong động vật học. Và nghĩa số 2 là hồi hải mã hoặc hùng hải mã trong giải phẫu. Từ số 10 là danh từ enemy hoặc enemy, có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là kẻ thù hoặc kẻ địch hoặc địch thủ hoặc quân địch. Và nghĩa số 2 là thì giờ. Từ số 11 là danh từ playground, có nghĩa là sân chơi ở trường học hoặc sân thể thao ở trường học hoặc nơi mà mọi người thích đến vào ngày nghỉ. Mình xin đọc lại là danh từ playground, có nghĩa là sân chơi hoặc sân thể thao ở trường học hoặc nơi mà mọi người thích đến vào ngày nghỉ. Từ số 12 là cụm động từ to hang out, có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là trèo ra ngoài hoặc thò cổ ra ngoài hoặc thè lưỡi ra. Nghĩa số 2 là thõng xuống hoặc lòng thòng. Nghĩa số 4 là ở. Và nghĩa số... Mình xin đọc lại nhé. Từ số 12 là cụm động từ to hang out. Từ này có 4 nghĩa. Nghĩa số 1 là trèo ra ngoài hoặc thò cổ ra ngoài hoặc thè lưỡi ra. Nghĩa số 2 là họng xuống hoặc lòng thòng. Nghĩa số 3 là ở. Và nghĩa số 4 là đi chơi hoặc đi lang thang hoặc đi vơ vẩn để giết thời giờ. Mình xin nói lại nghĩa số 4 là đi chơi hoặc lang thang hoặc vơ vẩn để lãng phí thời giờ. Hoặc đi lang thang để giết thời gian. Từ số 13 là tính từ constructive hoặc constructive, có 3 nghĩa. Nghĩa số 1 là có tính chất xây dựng. Nghĩa số 2 là thuộc kiến trúc hoặc thuộc xây dựng. Và nghĩa số 3 là suy diễn hoặc hiểu ngầm. Từ số 14 là danh từ billionaire. Nhấn âm 4 nhé. Từ này có nghĩa là nhà tỷ phú hoặc tỷ phú. Từ số 15 là danh từ cortex, có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là vỏ. Và nghĩa số 2 là vỏ não trong giải phẫu. Từ số 16 là tính từ cerebral, có nghĩa là thuộc về não hoặc thuộc não. Từ số 17 là động từ score, có 12 nghĩa. Nghĩa số 1 là soạn nhạc cho dàn nhạc hoặc viết bản tổng phổ. Mình xin đọc lại nghĩa này là soạn nhạc cho dàn nhạc hoặc viết bản tổng phổ. Nghĩa số 2 là áp đảo. Nghĩa số 3 là làm bàn hoặc đạt điểm thắng trong thể dục thể thao. Nghĩa số 4 là đạt điểm. Nghĩa số 5 là ghi số nợ hoặc đánh dấu nợ hoặc ghi một mối thù hoặc ghi mối thù. Nghĩa số 6 là lợi thế hoặc ăn may. Nghĩa số 7 là đạt được hoặc thành công. Nghĩa số 8 là cho điểm. Nghĩa số 9 là gạch bỏ hoặc xóa. Nghĩa số 10 là khắc hoặc rạch khía. Nghĩa số 11 là giao hợp với một người bạn tình mới. Và nghĩa số 12 là chỉ trích hoặc mắng mỏ. Từ số 18 là danh từ comprehension hoặc comprehension, có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự hiểu hoặc sự lĩnh hội hoặc sự nhận thức. Và nghĩa số 2 là sự bao gồm hoặc sự bao hàm. Từ số 19 là danh từ autobiography. Từ này có 2 nghĩa. Nghĩa số 1 là sự viết tự truyện hoặc tự truyện. Mình xin nói lại nhé. Từ số 19 là danh từ autobiography. Nhấn âm 4 nha.
Từ này có hai nghĩa là, nghĩa số 1 là sự viết tự truyện và nghĩa số 2 là tự truyện. Từ số 20 là động từ inspire, có 3 nghĩa, nghĩa số 1 là truyền cảm hứng. Nghĩa số 2 là gây ra những ý nghĩ. Và nghĩa số 3 là hít vào. Và từ số 21 là danh từ motivator. Trong từ điển Cambridge thì từ này được cho nghĩa là một người hay vật nào đó mà làm cho ai đó hăng hái hay say mê làm một việc nào đó. Mình xin đọc lại nghĩa đầy đủ của từ này trong từ điển Cambridge là một người hay vật hay điều mà làm cho ai đó cảm thấy hăng hái hay say mê làm một việc nào đó. Nếu chúng ta dịch nghĩa này tóm gọn lại và thành một nghĩa mới, nó ngắn gọn và gần gũi hơn với tiếng Việt chúng ta, thì từ này sẽ có nghĩa là động lực nhé. Mình xin nói tóm lại ha, là danh từ motivator số 21 này có nghĩa là động lực nha. Phần từ vựng số 3 vừa rồi là phần cuối cùng của video hôm nay của chúng ta. Mình hy vọng rằng sau khi xem hết nội dung của video cũng như là của bài viết trong video này, thì bên cạnh việc các bạn biết thêm những kiến thức về các từ vựng Anh ngữ mới thì sẽ biết thêm được về 4 phương pháp mà ai cũng có thể thực hiện vô cùng dễ dàng tại nhà mà không cần phải tốn thêm bất kỳ một chi phí nào để có thể làm tăng chỉ số thông minh IQ và trí thông minh hiểu biết của trẻ em. Mà bản thân mình đang nghĩ rằng bài viết này không chỉ có ích cho các bậc cha mẹ đâu, mà còn cho tất cả những người mà hàng ngày tiếp xúc với trẻ em nhiều hoặc là chăm sóc trẻ em. Thì bài viết trong video hôm nay sẽ có ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người như họ. Trước khi kết thúc video này thì mình xin phép được gửi một lời tri ân chân thành đến các bạn và chúc các bạn luôn có nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn, hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống nhé. Nếu các bạn cảm thấy thích, ấn tượng và hứng thú với video này thì các bạn vui lòng like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình để có thể cập nhật mới nhất những video mới nhất nhé. Và thông qua những video trong kênh Ruby Show này thì không chỉ là chủ đề children mà tất cả những chủ đề còn lại đều hướng đến những cái chủ đề, những cái đề tài mà rất là quen thuộc và mình nghĩ rằng ai cũng cần biết đến nó và có những kiến thức về nó cả. Và mình qua kênh YouTube này thì mình muốn truyền tải đến các bạn những kiến thức đó theo một cách độc đáo và ấn tượng hơn so với những kênh khác, để các bạn có thể coi như là học được nhiều trong một video này, là cả học về kiến thức nè, học được cả về những cái biện pháp, những cái phương pháp quen thuộc trong cuộc sống nè, mà cũng vừa học về những từ vựng tiếng Anh thuộc cùng chủ đề đó, cùng với cách phát âm và nghĩa của nó nữa, và cách sử dụng nó nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé!